hiện tại đang là 11:15 tối và phía sau lưng đây chính là Top Zone Khánh Hội, nơi sẽ diễn ra sự kiện nhận iPhone 16 series mới nhất. Và không khí đây đang cực kỳ háo hức và sôi động luôn. Bây giờ mọi người hãy cùng Linh đi qua bên đó để khám phá xem là những khách hàng đầu tiên nhận iPhone 16 series là ai và chiếc iPhone 16 series sẽ có điểm gì đặc biệt nha. Đi thôi. Đây chính là khu vực mà các khách hàng nhận iPhone 16 series sẽ ngồi đợi. Và mỗi vị khách đều sẽ có một số thứ tự. Số tự này sẽ giúp cho các bạn có thể bốc thăm trúng thưởng khi mà mua iPhone 16 series mới nhất tại Top Zone. Và hôm nay Top Zone cũng tổ chức rất là nhiều những hoạt động tương tác, chẳng hạn như là mini game trả lời câu hỏi nhanh về iPhone 16 series để các khách hàng của chúng ta được nhận những cái sản phẩm như là úp lưng nè, củ sạc cũng như là kính cường lực dành cho iPhone 16 series. Và đặc biệt là những bạn nào đã đặt hàng iPhone 16 series trước sẽ có cơ hội nhận được AirPods 3 nữa nha mọi người, và chỉ duy nhất 10 bạn thôi. Hiện tại là mình là một trong những vị khách đầu tiên có mặt tại Top Zone để nhận iPhone 16 series, thì không biết là mình đang cảm giác như thế nào và mình mong chờ gì ở cái sản phẩm lần này nhất? Mình thực sự thì mình rất là hồi hộp, tại vì mình nghĩ là mình phải đợi rất là lâu, nhưng mà không ngờ là hôm nay mình nhận được một cái thông báo bất ngờ là mình sẽ được nhận hàng sớm và đêm nay luôn. Thì cũng không miêu tả được cảm xúc của mình, nhưng mà mình rất vui tại vì có những cái bạn á, nó nói mình là ôi iPhone 16 cũng giống mấy cái kia mua gì, thì mình nói lại là có tiền nhận hàng, có tiền nhận xét bạn ơi. Rất là chất luôn mọi người. Ok, vậy có gì lát mình sẽ gặp lại ở bên trong để xem cảm nhận của anh khi mà nhận iPhone 16 series là như thế nào nha. Là một trong những vị khách đầu tiên và cũng nhận được phần quà trả lời mini game, thì không biết cảm nhận của bạn hiện tại đang như thế nào hả? Vui lắm á mọi người. Em chuẩn bị sẵn hết tất cả những kiến thức ở nhà để vô đây trả lời mini game. Và không biết là bạn đang mong chờ cái tính năng gì nhất ở iPhone 16 series lần này hả? Camera control. Tại vì thường thì nếu mà chụp hình mà không có cái đó thì hơi bất tiện. Thì nếu mà vừa ra camera control là em mua liền. Cho mình hỏi là không biết lần này iPhone 16 series là bạn đặt con nào và nó ưu gì không? Em đặt 16 Pro Max 256 màu titan. Không biết là ngày hôm nay Quỳnh, Ali ngày hôm nay đã đặt mua máy màu gì và bao nhiêu ghi ha? Em đặt màu trắng 512GB ạ. À, là phiên bản iPhone mấy ạ? iPhone 16 hay Pro Max ạ? Pro Max. Cái màu này là Titan sa mạc. 512GB. 16 Pro Max thôi. Đúng rồi. Của em là 16 Pro Max 256GB màu Titan sa mạc. Phiên bản 16 Pro Max 1T. Bình thường anh sẽ dùng điện thoại để anh quay những nội dung về pin hay như thế nào? Quay cuộc sống hàng ngày thôi, kiểu chạy xe ngoài đường, quay đi chơi với khách, nói chuyện với khách. Mình sẽ dùng iPhone để quay luôn. Hôm nay anh đặt iPhone 16 Pro Max màu Titan sa mạc. Bao nhiêu kỳ anh? 256. Cả hai bọn mình đều đặt máy iPhone 16 Pro Max bản sa mạc 512GB. Không biết là em đặt iPhone 16 Pro Max màu Titan. Phiên bản bao nhiêu ghi? Dạ, phiên bản khoảng 256GB. Thì không biết là cảm nhận ngày hôm nay của mọi người như thế nào khi mà đến cái sự kiện Top Zone ngày hôm nay? Đầu tiên á, thì cửa hàng này là phải nói là dịch vụ rất là tốt. Đội ngũ chăm sóc khách hàng là ok. Đối với lại các cửa hàng buôn bán điện thoại ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì Top Zone là top đầu trong lòng mình ha. Dạ, thấy đồng vui. Vui hoành tráng. Dạ, hoành tráng. Đây, sự kiện Top Zone tổ chức rất là chu đáo, chuẩn bị cho khách những cái rất là cẩn thận và anh cần những việc tiếp đó rất là niềm nở, rất là hài lòng. Vui! 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 Dạ thôi, vậy ông biết là cái tính năng nào trên iPhone 16 Pro Max khiến cho ông Quỳnh mua cái điện thoại này không? Không có tính năng nào cả. Em thích thì em mua thôi. À, là đơn giản là thích là mua thôi. Và bạn thích màu trắng? Vâng. Nói chung là hợp phong thủy. Hợp phong thủy? Cái màu này hôm nay là rất nhiều người hợp phong thủy cái màu này luôn. Không biết là cái màu này có hợp phong thủy với anh không ạ? Màu này giống màu của cái tai nghe của mình. À, ủa? Là mua để cùng màu với tai nghe để hợp cho nó matching thôi. Wow. Màu mới khá là đẹp ấy, nên mình muốn mua để trải nghiệm thử xem thế nào. À, dạ.
Em thấy thì là cả hai anh có nhận được một cái phần quà là mini game, thì không biết là mọi người đã mở cái phần quà bên trong này chưa hả? Ừ, mình đã mở ra rồi. Có mình cảm giác như thế nào về những cái sản phẩm, những cái phần quà này từ đó rồi? Ở chân thì cái hộp quà rất là đẹp. Và những cái sản phẩm bên trong thì cũng rất là giá trị và rất là hữu ích. Mọi người ơi, mình vừa phát hiện ra một người rất là quen. Mọi người có nhìn ra đây là ai không ạ? Hello, hello bạn mình. Tại sao hôm nay là Rio Tiến lại có mặt ở đây ạ? Dạo này người anh hơi mệt nên là anh kiếm cớ anh xả tiền. Thì hôm nay anh va vào top zone Khánh Hội để mà anh... này hơi nặng, em cầm hộ anh chứ nặng quá, nãy giờ mỏi tay quá. Trời ơi, iPhone 15. Giới thiệu em đây là iPhone 16 Pro Max 512GB VNA chính hãng Việt Nam tại Top Zone nha. Màu Desert Titanium. Titanium. Tên nó hơi ngắn thôi, các bạn không cảm. Ok. Cảm nhận của mình khi mà xuống thì bao nhiêu tiền ạ? 36 triệu. 36 triệu thôi, sương sương với một reviewer thôi. Thì nãy em. Anh có đưa Apple Pay cho bạn nhân viên cứ tích đại, đâu biết nhiêu tiền đâu. Nó đại. Các bạn phải nhìn bên ngoài mới thấy được cái màu nó ẩn hồng, nó đẹp. Chứ nhìn video nhiều khi thấy nó đẹp 8 thôi, bên ngoài đẹp 100 lận à. Nhưng mà theo em thấy thì là tay em đó, nó trắng hơn đó. Nhìn cầm trên đây nó đẹp hơn đó mọi người. Rất. Nè, ngoài ra năm nay nè, flex hộp mới là phải flex cái này. Cái dây dù được bọc kiểu khác, không phải lộn, được sắp xếp kiểu khác nha các bạn. Đó. Quá là đầu tư rồi. Thôi đi ra, đang bận quá. Sao em thấy, nhưng mà tại sao anh không có cái túi vậy? Cái máy không mà không có cái túi đâu hết ta. Ai anh mua mà cũng có cái túi mà, đúng không? Nãy giờ đông quá, nhân viên lấy túi anh đi rồi. Thật sự là cái hộp này là của anh không? Chính hãng của anh. Chắc chưa? Anh bỏ về được mà, đâu có nhân viên nào đâu. Em phải kêu nhân viên xác nhận giúp em mới được. Anh ơi, đâu rồi? Ok, vậy là sự kiện nhận máy iPhone 16 series tại Top Zone cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như mọi người quan tâm đến iPhone 16 series và tất cả những sản phẩm khác của nhà Apple thì có thể đến ngay tại Top Zone cũng như là có thể đặt hàng tại Top Zone để nhận được những ưu đãi mới nhất và hấp dẫn nhất nha. Còn giờ thì bye.